Tối ngày 6 tháng 6, Bùi Tiến Dũng đã chính thức lên tiếng sau status trên Facebook của vợ. Theo đó, nam cầu thủ cho biết, ơ, đang yêu nhau thế cơ mà, mọi người cứ bình tĩnh để nhà Duli tên tiền viết tắt của các thành viên trong gia đình, xử lý bọn hacker nhé. Có thể thấy, Bùi Tiến Dũng cho biết cả hai vẫn đang hạnh phúc và tài khoản của vợ đang bị hack. Sáng mùng 7 tháng 6, những hình ảnh Nguyễn Khánh Linh cùng con có mặt tại Nha Trang để cổ vũ chồng trong trận đấu với đội tuyển Khánh Hòa cũng xuất hiện ở khắp các diễn đàn. Có thể thấy, cặp đôi liên tục có những cử chỉ ngọt ngào, tình tứ giữa chốn đông người. Không những thế, bà xã nam cầu thủ còn không ngần ngại phát cẩu lương khi ôm và hôn chồng. Những bức ảnh của Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh nhanh chóng gây rốt cõi mạng và dập tan nghi vấn trục trặc tình cảm. Cho đến trưa ngày 7 tháng 6, tài khoản Facebook của Nguyễn Khánh Linh đã có động thái đầu tiên. Người này viết, trước khi trả lại Facebook thì mình sẽ đăng nốt những điều hay ho, cả nhà chờ nhé. Hành động này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ, đa số đều phẫn nộ trước việc làm xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Chỉ sau vài phút đăng tải, bài viết đã nhận về nhiều chỉ trích và bão phẫn nộ từ người hâm mộ. Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Khánh Linh quen nhau từ năm 2018 qua sự giới thiệu của một người bạn. Sau đó một thời gian, tình cảm nhiên nhóm dần, cả hai chính thức hẹn hò, dù không ai tỏ tình với ai. Sau 4 năm ở chung một nhà, cặp đôi có với nhau hai bé là Sushi và Mochi. Hai ái nữ nhà bùi tiến dũng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu được thừa hưởng từ mẹ bên cạnh đó nam cầu thủ nổi tiếng là chiều chuộng vợ khi thường xuyên tặng khánh linh những món đồ hiệu đắt đỏ hành vi truy cập trái phép vào facebook của người khác là hành vi vi phạm pháp luật tùy vào tính chất mức độ hậu quả xảy ra của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật